Bạn này, đóng chung tắc kê của Kia này. Đây các bạn, chung tắc kê Kia thì các bạn biết rồi đúng không các bạn? Đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc móc cái ly lông ra và đóng vào thôi. Các bạn đóng cân tay cho mình, các bạn dùng búa cao su giúp mình nhé. Đấy. Đấy, đây các bạn, chung tắc kê. Cái mẫu này là mẫu ăn quốc xịn 100% anh em nhé. Đây các bạn nhìn này. Cái mẫu này là mình nhầm mẫu ngắn đây. Đấy, là mẫu xịn nha các bạn nhé. Khi dốc 34 dòng này, sò 100% luôn. Không phải là hàng kia nó qua, là không phải hàng Sài Gòn đâu. Cái này thì không bao giờ bị bạc màu, không bao giờ bị xỉn nhá. 100% bảo hành cho các bạn, 15 nó không bao giờ xỉn màu. Còn các bạn mà mua cái hàng Sài Gòn mà nhỏ nhỏ đấy thì cái đấy hàng sẽ bị xỉn màu. Vì đấy là mình bán thì mình nói thật các bạn thôi, chứ không phải là bảo mình chém gió. Chứ không phải là bảo mình bán hàng này cho mình đưa cái sản phẩm, nhưng mà sản phẩm này là sản phẩm tốt. Đấy, sản phẩm rất là tốt, các bạn thấy không? Đấy. Bạn thấy đóng không? Vào rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, ok cho anh em. Đấy, các bạn cầm được một cao su, các bạn đóng cân tay là nó sẽ vào. Các bạn một cao su, các bạn làm với búa nó to to một chút, búa nhà mình nó hơi bé các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Anh em nhớ chia sẻ giúp mình cái thông tin là mình đang sửa chuyển cửa hàng các bạn nhé. Ta xuống nhà 110 các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn này. Ok cho các bạn sẽ chuyển sang bên bên lái đóng các bạn đấy. Con nào mà đóng không cân thì các bạn cứ xoay đầu đi nhá, con nào đóng cân các bạn xoay xoay tròn đấy, các bạn lại đóng cân. Cái búa này nó hơi nhà mình hơi bé một chút, cái nhà nó lực vào cân cái các bạn mua cái búa to để đóng hơi mạnh hơn. Còn thế nào cậy ra thì mình đã có hướng dẫn video rồi nhé các bạn nhé, cậy ra rất là dễ. Anh em chỉ việc cầm cho mình giúp mình cái tô vít hay cạnh cậy ra thôi. Thế là cuối cùng đóng xong cái bộ chúng ta kê. Con này luôn các bạn nhá. Anh em quay quay. Đấy, xe của anh trai thì cũng dán khá là nhiều đồ chơi. Đấy, chế thêm một gương tròn bé này các bạn này. Anh hàn trực tiếp đây luôn các bạn ạ. Hàn chấm vào đây luôn, rất là đẹp. Đấy, anh em tham khảo bài toán này, hàn chấm vào đây luôn. Ok anh ơi. Quay 400 thôi. Cảm ơn anh nhá. Cái bọc bọc cô la cô lại là mềm mềm mà. Mềm mà anh thủ thái đi. Anh cầm nhỏ. Nếu mà anh nhỏ là cơm một cho hết. Nếu mà anh nhỏ thì chưa vào hàng anh ấy hết rồi. Em còn toàn thái thôi. Lần này còn một thái thôi. Lần sau qua thì nhiều mẫu hơn. Lần sau qua thì